Lịch thi đấu vòng 7 giai đoạn 2 V-League 2020. Vòng 7 giai đoạn 2 V-League 2020 sẽ ra trong 2 ngày mùng 7 11 và mùng 8 tháng 11. Trong ngày mùng 7 tháng 11 sẽ ra hai trận đấu trên sân Pleiku. Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào lúc 19 giờ 15 trên sân vận động Thống Nhất. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp đón BKMX Bình Dương. Trong ngày mùng 8 tháng 11 ở sân vận động Cẩm Phả, Thái Hồng Ninh sẽ đối đầu với Hà Nội FC. Trong khi đó, trên sân vận động Thống Nhất, Sài Gòn FC sẽ đối đầu với Viettel. Kết quả của hai trận đấu này sẽ xác định ra đội vô địch của V-League 2020.